Xin chào quý vị và các bạn. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua Ngâu, bước sang một tháng 8 vô cùng tươi đẹp. Quý khách hàng cũng biết, đối với thị trường ô tô thì trong tháng Ngâu là tháng mà thời điểm được giá hỗ trợ tốt nhất trong năm. Có thể nói là mức chạm đáy đối với giá đối với các dòng xe ô tô và các hãng ô tô như xe Ford cũng vậy, đang được hỗ trợ giá rất là tốt với nhiều mẫu mã, chủng loại và màu sắc đang có thể giao ngay như là xe Ford Ranger Wildtrak, Ford Ranger XLS, Ford Everest. Trong nước nữa thì có xe EcoSport này, xe Transit nữa và xe Tunnel. Hôm nay thì trong video lần này em xin gửi tới quý anh chị và các bạn báo giá của dòng xe Ford Ranger tiêu chuẩn XLS nhé. Em là Thảo, tư vấn bán hàng của đại lý ô tô Ford Thăng Long, địa chỉ 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đứng bên cạnh em đây chính là chiếc xe Ford Ranger XLS phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản được coi là bán chạy nhất và đang được hỗ trợ giá tốt nhất từ trước đến nay. Ford Ranger XLS thì có hai phiên bản, đó là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Đứng bên cạnh em đây chính là phiên bản Ford Ranger số sàn với giá niêm yết là 630 triệu đồng, đang được hỗ trợ trong tháng này lên đến 35 triệu đồng và kèm theo đó là gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng, giá rất là tốt. Sau nữa thì ở trên showroom em có thêm cả phiên bản Ford Ranger số tự động kìa. Đây ạ, thì anh chị có thể theo dõi xa xa. Đấy. Đây là phần màu mã màu Ford Ranger mới nhá, màu xanh pha lê rất là đẹp, quý anh chị có thể theo dõi ở trên showroom với ánh sáng này, rồi màu sắc thì nhìn ở trong showroom thì nó có vẻ trông nó có long lanh hơn, nhưng mà ra ngoài thì trông màu xanh nó sẽ nổi bật hơn, đẹp hơn, nó không tối như thế này. Và đối với phiên bản này thì giá niêm yết đang là 650 triệu đồng, bên em đang hỗ trợ cho dòng xe này rất là tốt, 25 triệu đồng. Kèm theo đó là gói phụ kiện 10 triệu đồng, đủ màu, giao ngay. Quý anh chị có nhu cầu lấy xe thì mau đặt xe tháng này để mình được hỗ trợ giá tốt nhất nhá. Vẫn giữ cho quý anh chị là chính sách giá tốt trong tháng này. Quý anh chị có thể sang tháng 8 để lấy xe mà không thay đổi về cái giá cả hoặc là thêm bớt như thế nào của quý anh chị. Vì vậy, quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu lấy xe thì nhanh tay đặt xe để được sở hữu xe Ford với giá cực kỳ hời tốt nhất nhá. Và sau đây thì em xin được giới thiệu qua cho quý anh chị về các bạn về chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS này, để anh chị có thể, những anh chị mà trong các cái video lần trước thì chưa được xem qua các cái video của em thì em xin phép được giới thiệu qua cho anh chị để anh chị có thể nắm sơ sơ được cái dòng xe này. Còn để nói về chi tiết, tổng thể, kỹ thuật hay như thế nào thì xin mời anh chị đăng ký kênh Vinafor vào những cái bài hoặc là những cái video mà em đã quay phía trước để anh chị theo dõi và tìm hiểu rõ hơn nhé. Vâng. Và đây là màu xanh mới, model 2020 mới có cái màu xanh này nhá. Quý anh chị có thể theo dõi qua về màu sắc rất là đẹp đúng không ạ? Có một tên gọi rất là sang trọng và cũng rất là đáng yêu, xanh pha lê. Quý anh chị mà có nhu cầu lấy màu xanh này thì nhanh tay đặt nhá. Bọn em có sẵn xe có thể giao ngay cho quý anh chị. Về thiết kế xe thì từ đầu xe này, thân xe, đuôi xe, những nhà thiết kế của Ford thì thiết kế các cái chi tiết ở trên xe Ford Ranger XLS tuy bản tiêu chuẩn nhưng mà được các cái đường nét nhỏ lẻ cũng được thiết kế rất là trau chuốt, từ cụm đèn này. Đây ạ, cụm đèn được vuốt sang hai bên trông rất là đẹp thể thao, rồi những cái đường gân dập nổi ở trên nắp capo đây, rồi logo Ford ở giữa mặt ga lăng rất là đẹp. Các cái tổng thể chi tiết tuy rất nhỏ nhưng mà tạo lên một chiếc xe Ford Ranger XLS tuyệt vời luôn đấy ạ. Với động cơ là 2.2 máy dầu, hộp số 6 cấp tự động thì quý anh chị có thể theo dõi, và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhé. Có nhiều khách hàng tuy đã theo dõi rất nhiều video em đã nói trước nhưng mà vẫn còn nhầm lẫn. Đó là vẫn hỏi là xe này có được hỗ trợ thuế trước bạ không, nhưng mà thuế trước bạ chỉ được hỗ trợ đối với xe nhập khẩu, xe lắp ráp thôi nhá. Xe nhập khẩu thì không được hỗ trợ đâu ạ. Vâng, vì thế quý anh chị là lưu ý giúp em ạ. Rồi những cái đường nét điểm ở trên thân xe cũng rất là đẹp, từ gương này, rồi hõm tay cửa bậc lên xuống cũng rất là, bản bậc lên xuống cũng rất là to đối với những mà gia đình mà có người già này, trẻ em này, khi mà bước lên xe thì xe này xe bán tải, các cái khoảng sáng gầm xe nó cũng rất là lớn, thế nên là hỗ trợ thêm bậc để bước lên xe nó sẽ dễ dàng hơn. Thiết kế ở trong khoang xe, nội thất thì cũng rất là rộng rãi. Những gia đình mà bây giờ rất nhiều gia đình là hay vẫn mua xe Ford Ranger này để bán tải, để sử dụng. Để những gia đình mà có về quê, thỉnh thoảng anh chị về quê là hay gọi là hay xin ông bà ít đồ để
mang lên thì có thùng xe đằng sau, chở cũng rất là tiện đây ạ. Đấy, rồi xe nội thất ở trong được thiết kế rất là đẹp này. Vô lăng thì trợ lái điện nhá, thì trong có cái video em đã trực tiếp em lái thì cũng rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Rồi các cái phím chức năng được tích hợp ở trên vô lăng như là ga tốc độ này, rồi điện thoại rảnh tay này. Xe phiên bản mới thì được là màn hình 8 inch nhá, còn cái phiên bản cũ nó chỉ là màn hình hiển thị thông tin nhỏ nhỏ thôi ạ. Còn các phím chức năng nhỏ nhỏ như thế này thì những anh chị đã sử dụng xe rồi thì quá là thông thuộc rồi đấy ạ. Hộp số thì hộp số 6 cấp tự động đấy ạ. Xe có cam và có một thông tin rất là mới để nói đến anh chị, đó là Ford bắt đầu có được cài đặt là chế độ cam lùi tích hợp vào màn hình zin ở trong xe. Trước thì quý anh chị có nhu cầu mà lắp camera lùi thì mình thường phải lắp thêm một cái màn hình, ví dụ như là một cái màn hình nhỏ nhỏ ở đây hoặc là màn hình kẹp gương, thì bây giờ Ford có thể là lắp thêm màn hình đấu thẳng màn hình zin của xe rồi, rất là tiện dụng, rất là đẹp và rất là hiện đại luôn đấy ạ. Thì phần nội thất thì cũng được thiết kế là nội thất tối màu, vì vậy là quý anh chị sử dụng là rất là sạch sẽ luôn, sang trọng. Đây ạ, anh chị có thể theo dõi quan sát qua xe rất là rộng rãi luôn. Vâng, vừa rồi thì em vừa có báo giá và giới thiệu sơ qua về xe. Thì em xin được nhấn mạnh là đối với dòng xe Ranger XLS là chưa bao giờ được hỗ trợ tốt như thế. Đối với phiên bản số tự động 625 triệu, phiên bản số sàn 595 triệu, kèm theo đó là các gói phụ kiện và quà tặng hấp dẫn khi mà quý anh chị ký hợp đồng và đặt xe mua xe tại đại lý. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá cả này, màu sắc xe này, thời gian lấy xe, vui lòng anh chị liên hệ đến số điện thoại em để trên màn hình để em có thể tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Xin hẹn gặp lại anh chị vào các video lần sau ạ.